Xin chào các bạn đã đến với kênh của Huy Manhwa. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện có chủ đề về mech chiến đấu. Có thể nói đây là một trong những bộ truyện có nét vẽ đẹp nhất mà S đã làm. Còn nội dung thế nào thì xin các bạn theo dõi bộ truyện sẽ biết. Nào hãy cùng mình đến với phần 1 của Flower World. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Nơi đây trồng vô số loài hoa độc lạ bình dương mà vẻ đẹp của chúng có thể sánh ngang với bất cứ loài hoa đẹp nhất nào trên trái đất. Chúng được gọi với cái tên hoa hồng tử thần. Nhưng không hiểu vì sao. Để đối phó với đám hoa này, một đại đội tàu bay tân tiến nhất đã được cử đến. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, tất cả vũ khí của những chiến hạm này đều hướng về phía đám hoa chờ lệnh khai hỏa. Mà ở phía dưới, một đội quân xe tăng hạng nặng cũng được huy động đến để hỗ trợ cuộc chiến. Lúc này một cô gái tóc vàng đang chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng của mình. Bỗng có một giọng nói cất lên. Còn bao lâu nữa thì hoa nở? Liếc nhìn chủ nhân của giọng nói, lông mày cô khẽ nhíu lại trả lời. Còn khoảng 5 phút nữa, nhưng cần thêm 10 phút thì người máy mới sạc đầy. Kẻ mới đến là một người đàn ông da đen to lớn. Khi nghe thấy cô gái thông báo, nét mặt ông ta bỗng nhíu lại khó chịu. Liếc nhìn đám hoa, người đàn ông ra chỉ thị. Trong tình huống không có người máy, cần phải kiên trì ít nhất trong 5 phút. Nhìn cô gái ông ta nghiến răng nói tiếp. Nhưng theo tôi thấy, với lực lượng hiện giờ, ta khó mà kiên trì trên 2 phút. Quay về phía người đàn, ông cô gái gợi ý. Thay vì than vãn ta nên tranh thủ khởi động máy tạo băng tuyết đi. Thở dài, ông ta buồn bã nói. Cũng không còn cách nào khác, bây giờ tranh thủ được phút nào hay phút ấy vậy. Sau hiệu lệnh của người đàn ông, máy tạo tuyết được gắn trên những chiến hạm đã được kích hoạt. Trong lúc đó, ở dưới đám hoa, một đội lính đặc chủng cũng đang nín thở hướng súng phóng hỏa về phía chúng. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, họ sẽ lập tức khai hỏa. Một nơi khác, một xe thiết giáp đặc biệt cũng đang được điều động đến chỗ đám hoa kia. Ngồi bên trong xe, 5 sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt đang được hộ tống đến địa điểm chỉ định để đối phó với đám hoa kỳ lạ. Chỉ thấy trong số họ có một chàng trai châu Á khá cao lớn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà những người này, trên cầu vai đều có biểu tượng của một con sói xám. Tiến về phía đám người, viên sĩ quan bắt đầu bài thuyết giảng trước khi ra chiến trường. Trong sách lịch sử tiểu học mà các em đã học có viết, loài người đột nhiên bị tiêu diệt sạch. Nhưng câu này sai rồi, ai nói cho tôi biết nó sai ở đâu? Lập tức một cô gái giơ tay một cách dứt khoát, cô gái này là Park Hạ Linh, một quân nhân vừa mới tốt nghiệp. Sau khi được cho phép nói cô tự giới thiệu. Tốt nghiệp sinh kỳ 523 Park Hạ Linh xin báo cáo. Người ta nói đột nhiên là sai ạ, mầm họa này vốn đã nảy sinh từ sớm rồi. Cùng với lời nói của cô ta, những cánh hoa cũng bắt đầu có động tĩnh. Nhìn thấy đám hoa này sắp sửa nở, tất cả đám lính đều hết sức căng thẳng. Tay chỉ huy nhanh chóng yêu cầu tất cả kéo giãn khoảng cách, nhưng đột nhiên biến hóa xảy ra. Từ trong cánh hoa, vô số quái vật nửa người nửa máy đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy đám người, lũ quái vật gào lên đe dọa. Lập tức, từ sau lưng của chúng, hai đôi cánh mỏng như của côn trùng nhanh chóng mọc ra. Vừa sinh ra, lũ quái vật này lập tức dùng đôi cánh của mình bay vụt lên trời. Thấy động tĩnh của bọn chúng, phe loài người đã lập tức khai hỏa. Mà lũ quái vật nở ra từ những cánh hoa số lượng càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc, toàn bộ hoa ở nơi đây đã nở ra quái vật. Mà một vài đứa trong số chúng nó, khi vừa ra đời đã bị đạn pháo của loài người bắn cho tan xác. Càng ngày, số lượng quái vật bị bắn hạ càng tăng. Cứ như vậy, từng con một bị đám tăng thiết giáp bắn chết. Bầu trời lúc này như có hàng chục quả pháo hoa rực rỡ đang phát nổ tạo thành một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Để tiếp ứng cho đám thiết giáp, đội lính đặc chủng cũng liên tục xả đạn về phía lũ kia. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của anh lính lộ ra vẻ kinh hoàng. Một con yêu quái hoa không biết từ lúc nào đã tiếp cận được bọn họ. Cả đám đều bàng hoàng trước biến cố này. Chỉ với một đòn, nó đã phá hủy hoàn toàn một chiếc xe tăng hạng nặng. Sau khi đâm thủng chiếc xe, từ bàn tay của nó, vô số dây leo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mọc ra. Mà những người lính khi nhìn thấy đám dây leo này lại sợ hãi như nhìn thấy độc xà. Cả bọn bèn hô hoán nhau tránh xa đám dây leo này, nhưng đã quá muộn. Từ một hướng khác, một người lính cầm súng phóng lửa của mình chĩa về phía con quái. Chỉ trong phút chốc, vô số lưỡi lửa đã bắn tới nó. Cả người yêu hoa cũng vì thế mà nhanh chóng bốc cháy. Nhưng trong đám lửa, con quái vật vẫn tỏ ra thản nhiên. Bất chợt, lõi năng lượng trên ngực nó đột nhiên phát sáng. Nhìn thấy thứ này, ánh mắt anh ta hiện lên nét sợ hãi. Từ lõi năng lượng một luồng sáng màu đỏ tươi bắn ra, hướng thẳng về phía đám lính mà đánh tới. Thấy vậy đám lính vội bỏ chạy để giữ lấy mạng. Nhưng khi vừa quay lại thì một cảnh tượng hãi hùng đã đập vào mắt anh ta. Rất nhiều lính đặc nhiệm đã bị dây leo quấn quanh. Mà những người lính này bất chi bất giác đã chết không biết từ lúc nào. Câu chuyện trở lại với tốt nghiệp sinh Park. Cô bắt đầu kể về nguyên nhân mà con người bị diệt vong.
Theo đó thì từ hàng ngàn năm nay, con người đã tạo ra một mầm họa diệt vong cho chính mình. Và khi nó xảy ra, 1/10 nhân loại đã bị tiêu diệt. Họ ở đây là để sửa chữa sai lầm của tiền nhân, để đời sau sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa. Nghe lời này từ miệng tay sĩ quan, tất cả mọi người đều im lặng. Bỗng tên tóc vàng cất tiếng phản đối. Việc trưởng bối làm sai, bắt vãn bối phải lãnh hậu quả là không đúng chút nào. Thấy vậy cậu bạn bên cạnh bèn chế giễu cậu ta là đồ ích kỷ. Không để ý đến hai người đó, tay giáo quan lại hỏi tiếp. Loài người còn một sai lầm nữa là gì? Thấy cậu trai trẻ đối diện đang ngủ, ông bèn gọi cậu ta dậy để trả lời. Mở mắt ra, cậu dứt khoát đáp. Loài người không hề bị tiêu diệt. Nghe vậy ông giáo cũng có chút ngạc nhiên. Không để ông ta kịp nói, cậu thanh niên nghiêm giọng quả quyết. Vì kế hoạch ngăn chặn tai họa lần này có sự tham gia của Relacdo chúng ta. Câu chuyện lại trở về với cuộc chiến của loài người với đám quái vật hoa. Lúc này, toàn bộ quân đội của loài người đã bị lũ quái vật tiêu diệt gần như sạch sẽ. Chỉ thấy người đàn ông da đen vẫn kiên trì cắt đứt từng sợi dây leo bám trên chiếc thiết giáp của ông ta. Đột nhiên ông nghe được tin từ hậu tuyến báo lại. Đội trưởng, người máy đã được sạc đầy. Nghe được tin vui, ông vội đứng thẳng lên chỉ huy. Tốt lắm, lập tức phái Relacdo đến đó. Trong khi ấy, những người lính còn sót lại cũng đang anh dũng chiến đấu với đám quái vật. Nhưng có vẻ súng đạn bình thường đã không còn tác dụng với lũ này. Ánh mắt anh ta chợt hiện lên vẻ hoảng sợ. Mà tên quái vật hoa cũng đang bắn tia sáng chết chóc về phía anh ta. Lúc này, anh lính đã cầm chắc cái chết nên chỉ biết ôm đầu cầu nguyện. Nhưng khi mở mắt ra, anh phát hiện mình vẫn còn sống. Mà đứng chắn trước anh, một người máy to lớn đã dùng kiếm của mình để che chắn cho anh khỏi tia sáng chết chóc kia. Từ trong buồng lái tóc vàng lên tiếng. Ở đây giao cho chúng tôi, cậu lùi lại phía sau đi. Nhặt được mạng từ cõi chết, anh lính lập tức đồng ý. Anh lính kia vừa đi, con mech đã kích hoạt cơ quan trong thanh kiếm. Chỉ thấy nhiệt lượng của thanh kiếm tăng nhanh, chẳng bao lâu, cả lưỡi kiếm đã đỏ rực đốt cháy đám dây leo bám vào nó. Vừa lúc đó, một con quái vật hoa cũng đang vồ tới người máy. Nhanh chóng, người máy vội vung gươm chuẩn bị chém tới. Chỉ với một đường gươm, hai con quái vật đã bị hạ gục. Mà khi thấy sự việc đang tiến triển thuận lợi, thanh niên tóc vàng cũng không đừng được mà vui vẻ huýt gió. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng báo động từ chiếc bộ đàm. Một con quái vật nhân lúc anh ta không phòng bị đã lao tới đánh lén. Lúc này tóc vàng cũng đang bất ngờ về con quái. Những tưởng mình sẽ bị nó xé xác, nhưng đồng đội của anh đã kịp tới chi viện. Chỉ với một kiếm, con người máy đã chẻ đôi quái vật. Mà người điều khiển nó chính là anh bạn da đen của chúng ta. Từ trong buồng lái, tóc vàng hỏi. Chẳng phải hôm nay có mấy tốt nghiệp sinh đến sao? Nghe vậy anh da đen bèn đáp. Đang đến, cũng nên để tụi nhỏ tham quan thực chiến một chút chứ. Không biết lần này còn mấy người sống sót đây. Còn người sống sót đã là may mắn lắm rồi, anh trai tóc vàng đáp lại. Trời dần đổ về chiều, chiếc xe thiết giáp cuối cùng cũng đã tới cứ điểm quân sự. Sau khi đến cửa doanh trại, chiếc xe chợt dừng lại. Đám tốt nghiệp sinh nhanh chóng bước ra khỏi xe. Chỉ trong ít phút cả đám đã tập hợp thành một hàng. Đang chuẩn bị điểm quân số, thì một giọng nữ cắt ngang. Tôi được lệnh của đội trưởng đến để hướng dẫn mọi người. Thấy người phụ nữ, tay giáo quan vội vàng cung kính đáp. Báo cáo, 5 đội viên dự khuyết của Relado sẽ được bàn giao cho đội quân Hồ Ly Nguyệt Quang. Đối chiếu từng người với bảng danh sách, cô gái cuối cùng cũng xác nhận bàn giao. Tiến về phía 5 thanh niên, tay sĩ quan dặn dò. Từ nay mọi người đã chính thức thuộc biên chế của Relado rồi. Nghe vậy thanh niên tóc vàng bèn rú lên sung sướng. Cúi đầu, giáo quan chân thành nói với đám lính trẻ. Bây giờ và mai sau, xin nhờ cậy tất cả vào mọi người. Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Tự nhiên thấy ông thầy nghiêm túc, đám học trò cũng lấy làm lạ với thái độ của ông. Mấy tên này cũng cảm ơn ông ta vì thời gian qua đã chăm sóc bọn họ. Chỉ có thanh niên kia là biết tại sao ông ta lại trịnh trọng với bọn họ như vậy. Đứng nghiêm, ông thầy chào từ biệt bọn trẻ, có thể đây là lần cuối cùng ông gặp bọn chúng. Thấy thái độ trang trọng của ông thầy, đám học trò cũng thôi giỡn mà cùng hô vang khẩu hiệu cuộc chiến. Tiêu diệt hoa hồng tử thần. Ngay sau khi thực hiện xong nghi lễ, nữ quân nhân bắt đầu giới thiệu về binh chủng Relacdo. Hình ảnh của một mech cũng được chiếu cho mọi người thấy. Cùng lúc đó, đội trưởng cũng xuất hiện. Thấy ông ta, đám trẻ đều trở nên nghiêm túc. Nhìn đám nhóc, đội trưởng trầm giọng nói. Mech của các em vẫn chưa được mang đến, vậy nên đi chi viện bộ binh trước đi. Tuy nhiên vẫn còn dư một con số 4. Nghe vậy cả đám đều nhao nhao lên tranh giành lái con mech đó. Chỉ có thanh niên trầm tính kia là vẫn im lặng. Đến lúc này thì đội trưởng đã chú ý đến cậu ta. Thông thường đám tân binh đều cố gắng giành lấy quyền điều khiển mech. Nhưng tên này lại như vậy.
hắn quá tự tin hay không dám nói chuyện. Vì vậy đội trưởng quyết định thử cậu ta. Lập tức ông thông báo, con đó sẽ do Kirsten điều khiển. Nghe thấy tên mình được sướng lên, cô gái vui mừng ra mặt. Sau đó đội trưởng lập tức yêu cầu đám nhóc chuẩn bị tác chiến. Vậy là ngày đầu tiên tham gia chiến trường của bọn chúng cứ như vậy mà diễn ra, rồi đây những gương mặt non trẻ này sẽ phải đối mặt với sự tàn khốc của chiến tranh. Việc đầu tiên bọn chúng phải làm là đến kho để lĩnh quân trang. Cầm hộp đạn trong tay, thanh niên kia cẩn thận gài từng viên đạn vào dây đeo. Nhưng nếu để ý kỹ thì tay cậu ta đang run lên từng trận. Nhìn vào số đạn dự phòng cậu mang theo, thanh niên tóc ngắn hỏi. Hình như cậu lấy hơi nhiều thuốc diệt cỏ đấy. Làm như không nghe thấy cậu bạn nói gì, thanh niên này vội quay đi. Thấy thái độ kỳ lạ của cậu ta, tóc vàng tỏ ra khó chịu. Khi đang chuẩn bị nói điều gì thì cậu bị Hạ Linh va phải khi cố gắng chạy ra ngoài. Nhận thấy đám đồng đội kia cũng đang ngó lơ mình, tóc vàng đành thở dài bỏ đi theo họ. Bốn người nhanh chóng đã chạy tới chiến trường để chi viện. Đột nhiên thấy mấy người phía trước dừng lại, tóc vàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Lý do cho hành động đó là vì đám lính mới này đang choáng ngợp với chiến trường. Để mô tả nơi này chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn hình dung. Khắp nơi đâu đâu cũng là cảnh chém giết, đám quái vật thì có mặt ở mọi phía, trong khi đám lính loài người chỉ như sâu kiến để mặc chúng chém giết. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ được diễn tập trong lớp huấn luyện mô phỏng ở trường. Dù rất sợ hãi nhưng Hạ Linh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Giữ chặt khẩu súng, cô dẫn đầu đám tân binh tiến lên phía trước. Cách đó không xa, Kirsten cũng đang tập làm quen với con Meg. Tuy có chút căng thẳng nhưng rồi cô cũng điều khiển được nó tiến lên. Chỉ thấy con này hoàn toàn khác với hai con mà ta gặp khi trước, ngoài được trang bị một thanh kiếm, nó còn có một chiếc khiên khá kiên cố. Vừa bước vào chiến trường, nó đã chạm mặt với một con yêu hoa. Lập tức yêu hoa bắn tia thực vật về phía Kirsten. Nhớ lại những gì đã học, cô vội điều khiển con Meg dựng khiên lên chống đỡ. Sau khi đỡ được tia thực vật, con Meg vội lao đến tấn công yêu hoa. Nhắm thẳng vào lõi năng lượng, cô dùng thanh kiếm đâm xuyên qua nó. Lập tức từ đó vô số dây leo mọc ra bám lấy thanh kiếm. Đoán được việc đó sẽ xảy ra, Kirsten khẽ bấm nút khởi động hệ thống. Chỉ thấy thanh kiếm đột nhiên đỏ rực, chỉ trong phút chốc đã thiêu cháy con kia. Con Meg đột nhiên dậm chân lấy đà. Sau khi quẳng chiếc khiên đi, nó liền dùng hai tay dồn lực chém đứt đầu con quái. Nhìn thấy yêu hoa gục ngã, Kirsten vui mừng hô lớn. Vừa lúc đó, có người kết nối với cô. Người đầu bên kia là tóc vàng. Sau khi thấy cô gái vứt bỏ lá chắn, anh gọi đến để nhắc nhở cô ta. Vừa lúc đó, một đám quái vật khác lập tức đã bay đến chỗ cô. Thấy đám kia lao đến, Kirsten cũng giật mình hoảng sợ vì lúc này đã mất khiên. Khi sắp bị lũ quái vật kia làm thịt thì một con Meg khác đã lao tới chi viện. Người tới là đội trưởng, vừa chiến đấu với đám Meg, ông vừa đưa ra chỉ thị cho Kirsten. Ở một nơi khác, đám lính bộ binh lúc này cũng đang dùng súng băng để làm đông cứng một con quái hoa. Thấy tóc vàng đang ở gần đó, một người lính lập tức kêu anh ta lại chi viện. Nhưng khi vừa nhìn thấy vũ khí của cậu ta, những người khác liền hô cậu dừng lại. Không hiểu đang ngáo đá hay sao mà cậu nhất quyết không ngừng, lập tức cậu hướng ngay khẩu súng phun lửa của mình vào chỗ đám người đang đóng băng con quái. Lập tức, lớp băng trên người con này bị bay hơi trong chớp mắt. Hơi nước bay mù mịt khắp nơi, đang làm ngon thì tự nhiên có thằng phá hoại. Mấy anh lính vừa tức vừa sợ. Tóc vàng sau khi thấy mình chơi ngu lấy tiếng thì cũng tái xanh hết mặt mày. Nhưng đột nhiên, con quái vật sau khi chịu cả nóng và lạnh cùng lúc, cơ thể nó lại nổ tung. Sau khi bị chấn động của vụ nổ hất bay đi, tóc vàng run rẩy quay lại. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, hai người đã không khỏi hoảng sợ. Con quái vật hoa sau khi phát nổ đã cử động trở lại. Được chấn bé đù dã đông, lập tức con quái lao đến để cảm ơn đám người kia. Chấn bé đù sau khi gây họa lập tức ôm đầu kêu la. Nhưng may cho cậu, ông bà vẫn gánh cho còng lưng, đúng lúc này một chiến hạm đã kịp thời bay ra chi viện. Vừa định đưa tay ra vồ đến hai lính mới, con quái vật đã bị bắn cho hỏng người. Ở bên này, hai newbie vẫn đang đứng hình nhìn chúng nó đánh nhau. Ngay sau đó, một con Meg cũng đã xuất hiện. Vừa chạy đến, nó đã dùng cơ thể của mình xô ngã con quái vật. Từ xa, hai thanh niên này vẫn đứng đó xem phim miễn phí. Sau khi tiếp cận được con quái, người máy lập tức khởi động khẩu súng 4 nòng trên cánh tay. Vừa thấy súng chĩa về phía mình, con quái lập tức hiểu cuộc đời mình kiếp này coi như bỏ. Đạn liên tiếp bắn về phía nó. Con quái hoa lúc này đã bị thương nặng. Sau đó, Meta dùng một tay túm lấy đầu quái vật. Chỉ bằng một cái hất nhẹ, con kia đã bị chia thành hai nửa. Lập tức cả người nó đổ ập xuống vị trí ngay gần đó. Từ lúc con Meg xuất hiện đến khi tiêu diệt quái hoa, thời gian cũng chỉ mất chưa đến một phút. Ở bên này, mấy thanh niên chưa trải sự đời đang há mồm ngạc nhiên vì màn cơm bạt đỉnh cao. Liếc nhìn xuống mấy đứa, người lái Meg lên tiếng. Này mấy tân binh, ba cậu không cần tham gia trận này nữa.
mau trở về phía sau chi viện đi. Tự nhiên bị bắt lỗi oan, Tóc Ngắn vội đứng lên giải thích. Nhưng đội trưởng nhất quyết không nghe mà vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Đến đây thì Tóc Ngắn chẳng biết trách ai bây giờ đây, chỉ biết trách thằng đồng đội thôi. Vậy là ba người bị điều động trở lại hậu phương để giám sát trận chiến từ xa. Tức giận vì bị tên ngốc kia liên lụy, Tóc Ngắn từ lúc đến đây liên tục càu nhàu. Mà Tóc Vàng, sau khi chơi ngu cũng không dám cãi lại. Được đà, Tóc Ngắn càng mắng ghê hơn. Tôi cũng không thể hiểu, thầy nào dạy hắn phun lửa vào mục tiêu đang đóng băng vậy? Hay là thầy Huấn? Bị chửi nhiều quá, thanh niên này cũng cáu, lập tức cậu bật lại. Thôi ông im mẫu thân mồm ông đi, ông cũng sợ tè ra quần còn nói ai. Một lời không vừa ý, hai thanh niên này từ động khẩu đã chuẩn bị thành động thủ. Đang chuẩn bị cơm bạt thì có người đi vào. Kirsten đáng nhẽ phải đang điều khiển chiến thần Mech đi cơm bạt thì lại xuất hiện ở đây. Mà vẻ mặt cô lúc này lại căng thẳng tuột độ. Nhìn thấy biểu hiện của cô ta, đám người cũng thôi gây gổ. Nhìn cô gái, Tóc Vàng nhỏ giọng hỏi. Kirsten, cậu cũng rời trận chiến rồi sao? Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, cô ta hậm hực trả lời. Đừng nói gì với tôi, phiền chết đi được. Vừa nghiến răng, cô vừa nghĩ lại tình hình lúc đó. Sau khi bị ba con quái hoa vây công, may mắn Tóc Vàng đã tới kịp thời giải nguy cho cô. Sau khi tiêu diệt ba con kia, cậu chỉ đứng đó mà không nói gì. Lúc này, khó khăn lắm Kirsten mới dám mở lời cảm ơn, nhưng nhận lại chỉ là một thái độ khinh thường. Đừng tiếp tục phí lời nữa, mau rời trận chiến đi. Không có thực lực thì đừng lãng phí người máy, mau trả nó về kho để cho người có tài hơn điều khiển. Lời nói của tên đó cứ liên tục văng vẳng trong đầu cô. Hắn là cái thá gì mà lại xem thường chủ tịch như vậy chứ? Tức giận cô huých mạnh cùi chỏ vào chiếc ghế. Nhìn thấy biểu hiện của cô, ba người kia cũng không dám lên tiếng hỏi tiếp. Đến giờ bốn người mới nhận ra, thanh niên trầm tính vẫn còn chưa quay về. Từ một chiếc camera, cả nhóm thấy tên này cũng đang đứng yên như tượng giữa chiến trường. Thấy bộ dạng của hắn ta, Tóc Vàng gáy đều. Sao thằng này nó đứng ì ra đó vậy, hay bĩnh hết ra quần rồi? Quay trở lại chiến trường với thanh niên kia, thực ra lúc này, cậu đang đứng trước xác một con quái hoa vừa bị tiêu diệt. Dùng con dao găm quân dụng của mình, cậu đang định kiểm tra xem thứ này là gì. Quả nhiên so với người máy thì bọn này gần gũi với vũ khí sinh học hơn. Con dao vừa chạm vào chân nó, một dòng chất lỏng màu đen lập tức bắn ra. Dù người máy được sản xuất hàng loạt thì cơ và xương sẽ có sự khác biệt. Sau khi đến chiến trường, cậu nhận ra có rất nhiều khác biệt so với lúc diễn tập, thanh niên này giờ cũng đang hối hận vì không xin lái thử con Mech số 4. Vừa lúc đó, cậu cũng nhìn thấy Kirsten đang điều khiển số 4 đánh nhau với hai con quái hoa. Từ biểu hiện của số 4, cậu ta nhận xét người điều khiển có kỹ năng quá kém. Nếu vào tay mình, cậu sẽ làm gỏi hết đám đó trong một nốt nhạc. Ở một nơi khác trên chiến trường, sau khi sử dụng quả bốn lòng siêu to khổng lồ mới tậu được từ nhà bà Tân về, đội trưởng đã cho bay màu một em quái hoa như nướng thịt. Đang còn mải mê thổi cho quả súng siêu to của mình bớt nóng thì ông nghe thấy tiếng động dồn dập. Hai con quái hoa đang vắt giò đuổi theo thanh niên trầm tính. Ông thầm nghĩ, thằng này cũng có năng khiếu chọc chó phết, mới đó mà đã kéo được hai con đuổi theo mình rồi. Nhưng sau đó, đội trưởng chợt nhận ra, tên này lần đầu tiên ra chiến trường nhưng vẫn không hoảng sợ. Trong lúc nguy cấp hắn vẫn có thể quay lại bắn trả lũ quái. Mà trong điều kiện hai con quái kia đang chuyển động không ngừng, viên đạn vẫn có thể chính xác bắn thẳng vào chân của nó để giảm tốc độ di chuyển. Nhìn vào sắc mặt tên đó, đội trưởng chắc chắn tên này không phải là đang chạy trốn. Hắn đến đây là cố ý dẫn dụ bọn kia qua chỗ mình. Còn đang định chửi cái thằng cõng rắn cắn gà đồi, thì hai con kia đã bay đến chào hỏi ông. Vậy là ông đã hiểu, thằng danh con này muốn lợi dụng hai con kia để làm tư liệu tham khảo chiến đấu cho nó. Chú đã ra kèo thì anh đây sẽ nhận, lập tức đội trưởng tháo rời khẩu súng bà Tân trên tay con Mech. Cầm đoàn đao trên tay, ông đây sẽ dạy cho cậu cách mà người lớn chiến đấu là như thế nào. Vậy là video của ngày hôm nay đã hết rồi. Phần sau sẽ là cuộc đại chiến giữa anh da đen và hai con quái hoa, đảm bảo là rất gay cấn. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, like, share cũng như comment phía dưới để nhanh chóng có video phần 2. Tốc độ ra của phần tiếp theo sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!